không sao. Thằng này nhìn là biết liền luôn. Khu ron, khu rốc. Cúng thì cầm như đồ vậy, tới thời điểm cúng không ra luôn. Một lây à? Gì ok, mà không ok à? Mình thấy ok mà không ra. Chọc chỗ khác ấy cũng thấy. Đức Loan dùng sợ quay cái áo. Nó lựa cục đầu tiên cho to thì là to nha. Xong rồi cục đầu tiên nó bảo này, đúng là nhìn dậy mà không phải dậy thiệt lên nha. Mình mới ra đâu nhìn cũng đâu to đó. Quen hỏi chị bé đây bao nhiêu rồi? Cô chị bé sao mà đó, để em hỏi chị lo hơn bao nhiêu tiền. Chị Yên lên hỏi thử nha. Điện được. Điện cho lâu cho nhanh được nhé.
quay thì cũng đâu có quay cái máy gì lo nào đó. Máy quay để trên đây hết rồi mà. Đo trăm rồi đó. Lấy cái máy nha, máy quay đi. Lấy máy quay đi. Quay xong rồi bắn lại. Lấy tờ vé làm hết không? Bé trong cái thùng quần này. Bị quần lấy á. Sang đem xuống cho em nha. 300 là. Đó là ấm cho bé chị chưa lộn chi luôn á. Chi mà lộn chi vô cặp càng. Đó là ấm cho tí gần luôn, đau lắm nha. Dạ làm sao mà cho hết mụn được. Nãy giờ đâu có tư vấn kem hay là chi không? Mình đang buồn cái ngực ở lưng mình được. Mình thấy mình đỡ thấy. Cái vắc xin sau có lấy mụn lên thì lấy ngực dễ sợ luôn đi. Lấy ngực mà lên đỏ mát cục luôn hai bên luôn. Bức hại này, bức hại còn nguyên đây luôn này. Làm gì lông mày đập đèn nữa nè, em mới cãi hả? Ừ. Vô trong giùm chị quá. Ừ. Lên lầu giùm chị đi em, lên lầu cái này. Chị đây. Ờ. Được, gần xong rồi 10 phút nữa là chị đi đó. Ờ.
ok.